Từ sáng sớm, chư ni và Phật tử Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã đang vặt rau, thái củ quả. Hiện Kon Tum đang giãn cách theo chỉ thị 16, yêu cầu tập trung không được quá 10 người. Vậy nên bếp ăn yêu thương được chia ra hai nơi, gồm chùa Khánh Hưng và nhà Phật tử để đảm bảo giãn cách. Tất cả đều tuân thủ việc phòng dịch. Già rồi, bây giờ không làm được việc gì. Để tham gia buổi như thế này thì rất phấn khởi. Vâng. Động viên mấy người khách ni mau khỏi bệnh. Và tại tỉnh nhà thì chúng con cũng liên tục để hỗ trợ nấu cơm, để chia sẻ cùng các khu cách ly của tỉnh nhà, để đem tới cho bà con được cái sự ấm no và an lòng, để mà yên tâm cùng với cả đất nước để mà tránh qua cái đại dịch. Sau 5 lần tổ chức bếp ăn yêu thương tiếp sức tuyến đầu chống dịch và người khó khăn, lần này 600 suất ăn được tiếp tục với đầy đủ chất dinh dưỡng và nấu bằng cả tấm lòng. Rau củ quả chuẩn bị cho bữa ăn đều tươi rói, đa phần là do Phật tử mang từ vườn nhà đến quyên góp ủng hộ. Đối với lại cơ quan thường trực là người cầu nối thì chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những cái sự chung tay của tất cả các Phật tử, các cái tình nguyện viên cũng như là ở tại chùa đóng góp một phần rất là tích cực. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng không thể nào mà quên được những cái ơn của những người là đầu bếp đã giúp cho chúng tôi không quản ngày đêm để có được những cái món ăn cho những cái công dân tại khu cách ly, thì thật sự là chúng tôi vô cùng cảm động. Sau khi hoàn tất chế biến, các phần ăn được gói ghém cẩn thận, chia đều cho 5 khu cách ly. Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nói chung, Ban Từ thiện Xã hội nói riêng sẽ tiếp tục nỗ lực nối dài các hoạt động thiện nguyện, chung tay cùng đồng bào đẩy lùi dịch COVID-19.